Xin chào Thời Trang Cuộc Sống, mình là Desnon. Mình là Tuấn Huỳnh, đến từ thương hiệu thời trang Desnon. Sau một sưu tập lần trước mang tên The Mist với ý nghĩa sau cơn mưa trời lại sáng với ánh xanh chủ đạo, thì lần này bộ sưu tập mang tên Love Garden với ngập tràn các loài hoa thơm, cỏ dại, bướm hoa vui đùa. Tình yêu giống như một khu vườn, khi chúng ta cho đi sự quan tâm chăm sóc thì khu vườn đó sẽ nở hoa đầy hoa thơm cỏ lạ, và chúng ta sẽ được tận hưởng cái tình cảm đó là những bông hoa thật đẹp. Và phụ nữ cũng vậy, họ là những bông hoa thật đẹp trong khu vườn, họ rất mong manh và luôn cần được sự chở che. Chính vì thế đến với Love Garden lần này, Deston và Tuấn Huỳnh muốn lấy hình tượng những bông hoa, những cây cỏ trong khu vườn để mà làm nên bộ sưu tập Love Garden lần này. Năm 2018 này là đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật và thiết kế của Deston và Tuấn Huỳnh. Hy vọng là từ đây về sau và những bộ sưu tập nữa sẽ được mọi người yêu mến và ủng hộ. Xin cảm ơn.
We'll be right back.